Mến chào tất cả các em. Cô là Nguyễn Phan Dạ Thảo, là giáo viên dạy môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Mục tiêu của tiết học ngày hôm nay là giúp các em ôn lại các điểm ngữ pháp cơ bản trong đơn vị bài số 2, Cultural Diversity. Nào bây giờ trước khi đi vào bài học, các em hãy chuẩn bị tập viết để có thể vừa theo dõi vừa kịp thời ghi chép lại những cấu trúc mà các em chưa nắm vững nhé. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó chính là pronunciation và phần thứ hai là use of language. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ nhất các em nhé. Chúng ta sẽ ôm lại cách phát âm đối với động từ có đuôi đi. Trong bài số 2, các em đã ôm lại cách phát âm của ED. Thì khi mà phát âm ED thì thường có 3 cách phát âm. Các em dựa vào các âm trước ED. Ở đây cô chỉ cho các em nhận dạng nhanh. Và cái cách ghi nhớ để có thể mỗi câu các em không mất quá 5 giây để các em có thể làm ra đáp án đúng nhất. Các em dựa vào âm trước đi. Nếu như trước ID là âm t, d thì ID đó sửa được đọc là it. Và cô sẽ chỉ cho các ghi nhớ đó là tươi, đẹp. Các em chỉ cần nhớ cho cô là tươi, đẹp. Quy tắc số 2. Về cái dòng màu đỏ các em thấy đây chính là về chữ viết. Và đây nó là phần phiên âm. Và cô sẽ chỉ cho các em để các em dễ nhớ sáng sớm chào sơn khắp phố phường thì đi đó sẽ đọc là t và quy tắc số 3 đó là các nguyên âm và dạ, phụ âm còn lại các em nhìn vào ba cột nhé các em dựa vào trước id đầu tiên cột thứ nhất thì id này sẽ đọc là it wanted addressed it started it. Mended. Cộng thứ hai các em nhận dạng cho cô trước ID là những âm cô đã đọc cho các em là Sáng sớm, chào sơ khắp phố phường. Walked, knocked, jumped, helped. Và còn lại, mình khỏi cần ghi nhớ các em nhé. Chắc chắn là ID này sẽ đọc là The, explained, fold, rent, all right. tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ thường gặp. Một số từ kết thúc bằng ED được dùng làm tính từ thì đưa ED này được phát âm là IT. Nhưng các em không cần phải quá lo lắng tại phần này thường không xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Ví dụ các em có aged, cao tuổi, Beloved, thương yêu, "-rookie", công, sẵn, Dogged, gan lì, Naked, trơ trụi, Learned, it, có học thức. Nào bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau áp dụng vào phần bài tập kem nhé. Và nhớ là mỗi một câu kem mất không quá 5 giây. Mình chỉ cần nhận dạng và nhớ cho cô là Tươi, đẹp và sáng sớm, chào sân khắp phố phường. Các em nhìn qua câu thứ nhất cho cô. Nhìn vào thì các em thấy bốn phương án A, B, C, D. Cô sẽ chọn liền đáp án là C. Bởi vì trước nó là S. Thì ID này sẽ được đọc là và chắc chắn ba âm còn lại là the. followed cancelled perform now number 2 các em cũng lướt qua nhớ cho cô là không mất thời gian vào phần này nhé bốn phương án a b c d nhìn vào phương án b các em thấy là tươi thì chắc chắn đáp án chính là b y e đi đọc là it stop it và ba phương án còn lại chắc chắn đọc là the Seemed Cried ran. Now number 3 Các em lướt qua bốn phương án A, B, C, D Thì nhìn vào ngay phương án A Có âm D trước khi đi Thì ID này đọc là It Edit Missed cut, Watch Và ba phương án còn lại chắc chắn ID đọc là T Now number 4 các em cũng nhìn vào bốn phương án a b c d thì chúng ta sẽ chọn liền ngay phương án b là đáp án đúng bởi vì trước nó là s thì ed này sửa được đọc là t và các âm còn lại là d injured threatened agreed tương tự như thế các em xem cho cô từ câu 5 đến câu số 8 nhé và nhớ là không mất nhiều thời gian. Now number 5. Các em nhìn vào bốn phương án A, B, C, D. Mình nhận dạng thì ở đây C trước ED nó là k. Thì cô sẽ chọn liền đáp án là C. Và các em chắc là ED này sẽ đọc là t, và các phương án còn lại chắc chắn đọc là d, laid, blend, lived, Number 6. Các em cũng nhìn vào bốn phương án A, B, C, D. Thì cô thấy ngay phương án A trước id đó là T. Nó nằm trong quy tắc thứ nhất. Tươi, đẹp thì id này sẽ đọc là It. Supported. Và ba phương án còn lại đọc là T. Approach. Noticed. Finished. Number 7. A, B, C, D. các em cũng lướt qua bốn phương án và các em nhìn vào C. Nó nằm ở quy tắc số 3, cho nên ID này sẽ đọc là the và ba phương án còn lại đó chính là talked, missed, watch. And number 8. Các em cũng nhìn vào bốn phương án A, B, C, D. Thì cô thấy ở đây D đó là quy tắc số 3, ID được đọc là the và cô chọn ngay Đáp án là d opened và ba phương án còn lại chắc chắn là was past walked. Vừa rồi qua 8 câu phát âm về ed thì cô đã cho các em cái cách ghi nhớ rất là đơn giản và các em chỉ cần nhớ cho cô hai quy tắc. Thứ nhất đó là trước ed là âm t the, the và các em chỉ cần nhớ cho cô là tươi, đẹp và quy tắc số 2 đó là sáng sớm chào sân khắp phố phường thì ed sẽ đọc là và quy tắc số 3 thì mình không cần ghi nhớ và mỗi một câu thì mình sẽ không mất quá 5 giây để đưa ra đáp án đúng nhất và chính xác nhất các em nhé. Nào bây giờ cô trò chúng ta cùng qua phần thứ hai Part 2, Use of Language. Now choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Number one, I a terrible accident. Why I on the beach last night? Khi các em làm dạng câu này thì các em nhớ là mình phải dựa vào last night. Khi có last night thì cô sẽ mạnh dạng loại phương án A. Last night là thời gian trong quá khứ. A đây người ta cho là hiện tại. Cô dựa vào why. Why mở đầu cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ về thời gian. Và nhớ là trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phải có sự hợp thì. Nếu như mệnh đề chính ở quá khứ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng ở quá khứ, mệnh đề chính ở hiện tại, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng ở hiện tại. Mệnh đề chính ở tương lai, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở hiện tại, nhớ là không chia thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì ở đây cô tiếp tục loại phương án D chưa có sự hợp thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Còn lại hai phương án B và C thì mình nhớ cho cô ở đây, nếu như nó diễn tả một hành động có tính chất kéo dài, hành động đang xảy ra và một hành động chợt xảy đến ngắn. Thì bây giờ nhìn vào cái động từ she a terrible accident và walked on the beach, bản thân cái nghĩa của nó mình đã biết được là đi dạo trên biển có tính chất kéo dài và nhìn thấy tai nạn là hành động ngắn cho nên đây cô sẽ chọn đáp án chính là B. I saw a terrible accident while I was walking on the beach last night. Khi mà tôi đang đi dạo trên biển tối hôm qua thì tôi chợt nhìn thấy một tai nạn. Now, number two we touch since we school three years ago. Khi các em làm, thì các em dựa vào since. Và nhớ ghi cho cô cấu trúc là since thì trước since là hiện tại hoàn thành. Và sau since thường là quá khứ đơn. Cho nên các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy là C đó chính là đáp án. Nếu như các em nắm được cấu trúc trước since là hiện tại hoàn thành và sau since là thì quá khứ đơn. Number three, Up to the present nam good work in his class. A. does B. has done C. had done and D. did. Các em có thể nhận dạng được bốn cái thì này ha. Và khi làm thì mình phải dựa vào up to the present. Chúng ta có up to the present tương tự như up to now. Thì theo sau nó mình sẽ chia hiện tại hoàn thành cũng giống như câu xin thì nhớ đây là cái cấu trúc mình cần phải ghi nhớ cho nên nếu không biết thì các em có thể ghi vào trong tập nhé và đây đáp án chính là B cho đến thời điểm này thì Nam đã tiến bộ rất nhiều trong cái việc học của anh ta Now number four John cannot make a to get married to marry or stay single until he can afford a house and a car các em nhìn qua cho cô bốn phương án A, B, C, D và nhận dạng cho cô mẫu từ ở ở đây các em có mẫu từ ở thì theo sau chắc chắn là mình sẽ cần một danh từ nhìn vào gốc từ thì các em sẽ biết được decision nó chính là danh từ nếu mạnh dạng các em chọn ngay đáp án là b nhưng ở đây cô muốn cho các em biết được cái gốc từ các em có câu đi si leave. có ly thì gốc nó là trạng từ bây giờ bỏ ly ra design nó chính là tính từ. Và decide là động từ nguyên, nguyên mẫu. Và đáp án chính là B. Và các em ghi nhớ cho cô cụm từ to make a decision, đưa ra quyết định. John thì không thể đưa ra quyết định là có nên kết hôn với Mary hay là vẫn độc thân cho đến khi có đủ tiền mua nhà và mua xe. Now number five. Some researchers have adjusted a survey of young students' points of view on online learning. Các em nhìn cho cô, have adjusted. Đi theo sau nó cô cần một, past participle. Nhìn qua bốn phương án, A, B, C, D, tất cả đều là past participle. Các em phải dựa vào nghĩa của nó, SEND, gửi. Directed, hướng dẫn, chỉ đường. Các em có thể đọc là directed or directed. C, managed, quản lý, conducted, chỉ đạo, kiểm soát. Nhưng mà trong bài đọc của mình thì các em đã nắm được cái cụm từ to conduct a survey, có nghĩa là tiến hành hay là thực hiện một cuộc khảo sát. Đây là một cái collocation cụm từ cố định, mình phải ghi nhớ nhé. Và đây đáp án chính là D. Number 6 It is not easy to our beauty when we get older and older. It is not easy to... Theo sao nó chúng ta cần một động từ nguyên mẫu. A, B, C, D đều là một động từ nguyên mẫu hết. Kem có build, xây dựng, maintain, duy trì, make, tạo ra, collect, sưu tập, sưu tập. Và đây kem có là maintain our beauty và cái cụm từ kem cần ghi nhớ là to maintain the beauty, duy trì vẻ đẹp. Thật là không dễ để mà duy trì cái vẻ đẹp khi mà chúng ta càng ngày càng lớn tuổi. Now, number seven. Many young people have objected to marriage, which is decided by the parents of the bride and the groom. Các em có marriage, đây là một danh từ. Và các em ghi nhớ cho cô objected to. Các em có object to là phản đối. Marriage là một danh từ. Thì đứng trước danh từ chúng ta cần một tính từ. Bốn phương án A, B, C, D đều là tính từ. Các em có romantic, lãng mạn. Significant, thiết yếu. Contractual, có khế ước hay là có hứa hẹn trước. Disrespectful, thiếu tôn trọng. Và các em dựa vào which is decided by the parents of the bride and the groom. Cái cuộc hôn nhân này mà được quyết định bởi ba mẹ của cô dâu và chú rể có nghĩa là cái cuộc hôn nhân này có khế ước có hẹn trước. Và nhiều người trẻ ngày nay thì người ta phản đối những cái cuộc hôn nhân mà có hứa hẹn có khế ước, cái cuộc hôn nhân mà được quyết định bởi ba mẹ của cô dâu và chú rể. Đáp án là C. Number 8. Affected by the Western cultures, Vietnamese young students' attitude to love and marriage have dramatically changed. Các em có đây là về giới từ. Mà nhớ cho cô là giới từ thì chỉ có học thuộc lòng. Cho nên các em ghi cho cô là one's attitude to or to works. Quan điểm hay là thái độ về đối với các em có đáp án là gì bị ảnh hưởng bởi những cái nền văn hóa phương tây thì cái thái độ cái quan điểm của người trẻ việt nam ngày nay đối với tình yêu và hôn nhân cũng đã thay đổi một cách đáng kể number 9 rosemary that is a wildlife photographer in uganda for many years Liz will live has been living the live các em dựa vào for many years khi mà có for cộng với một khoảng thời gian thì thường trước nó người ta chia hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn và trong bốn cái thì này thì cô nghĩ các em đã nắm vững được và chắc chắn mình sẽ chọn đáp án là C. Rose là một nhiếp ảnh gia về đời sống quan giả dạ, và bà ta đã sống ở Uganda nhiều năm. Now number 10. I'm writing this letter to complain the noise from apartment 3C. Đây là câu kiểm tra về giới từ và các em cần ghi nhớ cho cô to come land to someone about something, than phiền với ai về điều gì. Đây các em có the noise, nó không phải là someone. The noise đây là tiếng ồn, cho nên không thể nào mình dùng giới từ to. Và đáp án chính là see about. Tôi đang viết cái lá thư này, tôi viết cái lá thư này để than phiền cái tiếng ồn từ cái căn hộ ở tầng 3C. Number 11. Loving his country, he was willing to his blood and faith. Fortunately, he's still alive. Kem có be willing to, sẵn sàng, sẵn lòng. Theo sau nó là một động từ nguyên mẫu. A, B, C, D đều là một động từ nguyên mẫu hết. Kem có động từ live là sống. Hide, ẩn nấp, che giấu. Sacrifice, hy sinh. Died, chết. Và các em ghi dấu cho cô cụm từ to sacrifice one blood and fate, hy sinh mạng sống hay là hy sinh tính mạng. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Number 12. That tries is to impolite his is he very bad when talking to his parents and teachers. Các em dựa vào his là tính từ sở hữu. Thì theo sau nó chúng ta cần một danh từ. A, B, C, D đều là danh từ. Các em có request, lời thỉnh cầu opinions, sự vân lời. Survey, cuộc khảo sát. Attitude, thái độ. Câu này các em phải dựa vào nghĩa thì các em sẽ chọn đáp án là gì? Đứa trẻ đó thì nó rất là mất lịch sự. Cái thái độ của nó rất là tệ khi nói chuyện với ba mẹ và giáo viên. Number 13. In my opinion, a happy marriage should be based love. Câu này cũng là kiểm tra về giới từ. Trong bài số 2 của mình sẽ gặp rất là nhiều cái giới từ và những cái cụm từ cố định các em cần ghi nhớ nhé. Các em nhớ cho câu là to be based on love, dựa vào tình yêu và nhớ là based on dựa vào và chúng ta sẽ chọn đáp án là B, number 14. I have never played table tennis before. This is the first time I to play. Will try, try, have a try, I'm trying. Các em dựa vào cái cụm từ DC the first time. Và các em có DC the first time theo sau nó là thì hiện tại hoàn thành thì bốn phương án A B C D các em sẽ chọn đáp án là C. Number 15. The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical. Các em nhìn vào cái gốc từ, các em biết cho cô physical đây, từ loại nó chính là một tính từ. Theo sau tính từ chúng ta cần một danh từ. Nhìn vào bốn phương án A, B, C, D, gốc từ để mình xác định được từ loại của nó. Các em có B, attractive, chính là tính từ. Các em mạnh dạng bỏ B. Attractive, leave, có ly, trạng từ. Chúng ta mạnh dạng bỏ phương án C. Còn lại hai phương án A và D. Có cái gốc sun và gốc niche đều là danh từ. Nhưng các em có attraction có nghĩa là điểm thu hút khách du lịch. Và attractiveness có nghĩa là sự hấp dẫn, sự quyến rũ. Và trong bài đọc của mình thì mình cũng biết là physical attractiveness có nghĩa là nét hấp dẫn về ngoại hình hay là hình thể. Thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là D. Number 16. At this time yesterday everyone in the room were dancing, was dancing, had danced, dance. Khi làm câu này thì các em dựa vào at this time yesterday. Các em để ý kỹ nhé. Nếu mà mình chỉ cần dựa vào yesterday các em chọn đáp án D, đây là đáp án sai. Mà chúng ta phải dựa vào at this time yesterday thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Trong này có hai câu thì quá khứ tiếp diễn đó là A và B. Và mình dựa vào everyone Everyone, someone, no one, everything, something. Đây là đại từ bất định. Khi chia động từ thì động từ phải chia ở dạng số ít. Cho nên cô sẽ chọn đáp án là B. Các em để ý cho cô, trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thường các em sẽ nhầm lẫn về cái dạng bài tập mà chữ này được in qua ha, để ý nhé. Glosses. Glosses có nghĩa là các em sẽ chọn cái phần từ, cụm từ gạch dưới nó đồng nghĩa nha a state banquet was held in honor of the visiting president. Các em có banquet. Từ này thực ra là trong bài mình cũng đã học rồi, bây giờ nhắc lại nhé. Banquet có nghĩa là yến tiệc hay là cái bữa tiệc thịnh soạn, tiệc lớn. Và chúng ta có stay banquet có nghĩa là quốc tiệc. Các em có celebration có nghĩa là cái sự tán dương, hoạt động nhân cái dịp lễ kỷ niệm. Feast là bữa tiệc thịnh soạn hay là yến tiệc. Ceremony nghi lễ và anniversary lễ kỷ niệm thì nhớ cho cô đây mình sẽ chọn được đáp án là B feast number 18 We have lived there for years and grow fond of the surroundings. That is why we do not want to leave. Đối với một số câu trong định dài đề thi tốt nghiệp của mình, đôi khi dài nhưng các em có thể dựa vào ngữ cảnh, dựa vào tình huống và các em có thể dễ dàng đoán được đáp án nhé. Ví dụ như câu này, cô sẽ dịch ra là chúng tôi sống ở đó nhiều năm. Và grow from up the surrounding, đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn rời đi. Thì bốn phương án ABCD kem dịch ra cho cô. Planted many trees in the surrounding, có nghĩa là trồng nhiều cây ở môi trường xung quanh. B. Haunted by the surrounding, kem có haunted by the surrounding nó bằng với lại possessed by the surrounding, có nghĩa là bị ám ảnh bởi môi trường xung quanh và c left the surrounding có nghĩa là yêu thích môi trường xung quanh chỉ khi các em dịch tới c thì các em sẽ đưa vào trong cái câu tình huống của mình ha chúng tôi sống ở đó nhiều năm và đã yêu thích cái môi trường xung quanh đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn rời đi và lúc này các em nhớ cho cô là cô sẽ chọn được đáp án khi mà cô đưa vào ngữ cảnh cô đón đôi khi cái cụm từ đó cô không biết nghĩa và các em có là roll fund up bằng với lại love. và lúc đó cô sẽ chọn đáp án là c trong đề thi đôi khi mình gặp một số câu rất là dễ và mình sẽ chọn ngay được đáp án đúng. Ví dụ như câu số 19. Many people left early because the film was uninteresting. Các em có interesting là thú vị, hấp dẫn. Bây giờ các em thiên tiền tố un có nghĩa là không hấp dẫn, không thú vị. Và đây nhớ cho cô là opposite có nghĩa là mình chọn trái nghĩa nha. Và chọn liền cho cô đáp án là A, hey, exciting. Các em có interesting, nó đồng nghĩa với exciting, uninteresting. Nhưng mà nhớ là trái nghĩa thì mình sẽ chọn là exciting. Now, Frankie, don't tell Jane anything about the surprise party for Jack. She has got a big mouth. Các em nhìn cho cô, đôi khi có một số câu dài nhưng các em dựa vào ngữ cảnh mình sẽ tìm ra được đáp án rất là đơn giản. Nha. Các em dịch sơ qua cho cô, đừng nói cho Jane nghe bất cứ cái điều gì về cái bữa tiệc ngạc nhiên cho Jack. Cô ấy has got a big mouth. A. Hey, can't eat a lot. Không thể ăn nhiều. Hates parties. Ghét tiệc tùng. Talks too much. Nói quá nhiều. Can keep secrets. Có thể giữ bí mật. Thì các em sẽ đưa vào trong cái tình huống các em dịch ra cho cô ha. Đừng có nói cho Shane nghe bất cứ cái điều gì về cái bữa tiệc ngạc nhiên mà mình dành cho Shane. Cô ấy không thể giữ được bí mật. Và các em sẽ dễ dàng chọn được đáp án là D can keep secrets có nghĩa là có thể giữ bí mật và các em ghi chú cho cô cụm từ has got a big mouth có nghĩa là không giỏi giữ bí mật và trái nghĩa nó là có thể giữ bí mật. Now, choose the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchange. 21. Mary and Tom are having a party at Tom's house. Tom, would you like to have some more dessert? Mary, Mary, I'm full khi mà làm dạng câu giao tiếp thì các em phải dựa vào tình huống, những cái cụm từ, những cái cấu trúc của nó. Ví dụ như đây chúng ta dựa vào would you like. Các em biết được would you like nó là diễn tả một cái lời mời. Khi mà đồng ý lời mời thì mình sẽ là yes please và không đồng ý thì chúng ta dùng là no thanks. Vậy thì đây cô dựa vào I'm full. Không, tôi no rồi. Không, no rồi có nghĩa là đang từ chối cái lời mời thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D. No thanks, I'm full. 22. Linda is thanking Tom for his birthday present. Linda, thanks for the book. I've been looking for it for months. Tom, đây cũng là câu giao tiếp các em nhớ nhé. A, B, C, D các em có thể dịch ra. You can say that again. Thank you for looking for it. I like reading books. I'm glad you like it. Nhưng mà đôi khi trong một cái số câu các em dịch ra có thể mình chọn sai. Những cái câu nào các em không nhớ thì mình phải ghi chú nha. Ví dụ như là cảm ơn, thường cảm ơn thì mình chỉ đơn giản là do welcome, không có chi. Nhưng mà đây không có do welcome để cho các em chọn. Thì có một cái câu tương ứng với nó đó chính là I'm glad you like it. Tôi rất vui khi bạn thích. Và nếu như em nào mà dịch ngay phương án này hey, You can say that again sang cái dòng phong tiếng Việt của mình Người ta cảm ơn cái mình nói là You can say that again là bạn có thể nói lại lần nữa không Thì đây hoàn toàn là đáp án sai các em nhé Tại vì you can say that again có nghĩa là I completely agree with you. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Now, choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlying part that needs correction in each of the following questions. Các em nhìn vào câu số 23. My mother always get up early to prepare breakfast for everyone in the family. Các em nhìn vào bốn phương án A, B, C, D. Nhưng mà đối với câu này là cái câu không được sai. Các em nhìn vào chủ ngữ là My mother. Các em chọn liền cho cô đáp án là A. Hey. Thì trong tiếng Anh thì khi chia động từ, động từ nó phải phù hợp với chủ ngữ của nó. My mother, chủ ngữ là suốt. Thì động từ không thể nào chúng ta chia nguyên mẫu được. Mà mình phải chia động từ ở dạng suốt. Và các em nhớ là động từ nó ngược với danh từ. Khi mà mình động từ mà mình thêm suốt thì nó lại là thêm s. Còn nếu như mà mình bỏ s nguyên mẫu thì là động từ ở dạng số nhiều các em nha. Now 24. On the judges, bet the dancer compliments on the excellent performance in the competition. Đây, các em ghi nhớ cho cô cụm từ. Pay someone compliments on. Khen ai về cái gì. Và các em nhớ cho cô liên tưởng đến động từ say. Cục 1 là say, cục 2 là said, said. Tương tự như thế, động từ này là pay, bet, bet. Và các em có là compliments là lời khen pay someone compliments on là khen ai về gì. Thì đây cô có the dancer. Cái người vũ công. Đây là danh từ số ít. Danh từ số ít thì không thể nào ở đây cô dùng là there. Được. Vậy thì cô phải đổi thành her hoặc là his. Now quantify. Mary will have finished on her work by the time her boss will return. Các em nhìn vào cho cô. By the time mà by the time nó bằng với lại before. Và nhớ là đây cũng là trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì không chia thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cho nên chúng ta mạnh dạn bỏ will return và chọn ngay đáp án đó chính là D. Đây động từ return là động từ đến, động từ này mang nghĩa ngắn cho nên là mình chỉ dùng hiện tại đơn mang nghĩa tương lai. Now choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closely in meaning to the following question. 26. the last time I saw her was three years ago. Các em nhìn cho cô, ở đây mình có cấu trúc là the last time. Có thể có quen hoặc không có quen ha. Cộng chủ ngữ, cộng với lại quá khứ đơn. Was, nhớ cho cô là phải có động từ to be chia là was. A period of time có nghĩa là một khoảng thời gian. Và sẽ là go đi theo sau thì mình sẽ có cái cấu trúc này là lần cuối cùng đã bao lâu thì nó sẽ tương ứng với lại cái cấu trúc là đã bao lâu chưa hề thì cô sẽ có cấu trúc tương ứng là chủ ngữ cộng heaven hasn cộng past participle cộng với lại since không since thì các em có thể dùng là for và đây là cái điểm mà các em đã học từ cấp 2. Các em có since thì theo sau nó là thì quá khứ đơn hoặc là một cái mốc thời gian ở quá khứ For thì theo sau nó là một khoảng thời gian Cho nên nếu như mà mình nắm Thì các em sẽ chọn liền ngay đáp án đó Chính là A Twenty-seven She said, John, so you are my city When you are here Các em nhớ cho cô I will, I love Đây là diễn tả Một cái lời hứa hẹn Tôi sẽ Các em nhìn vào A May thực hiện plan lên kế hoạch promised hứa hẹn organize tổ chức thì nếu như các em biết được đây là cái cấu trúc hứa hẹn và promise to do something có nghĩa là hứa hẹn làm gì thì chắc chắn mình sẽ chọn được đáp án là C 28. It is necessary for you to finish the report until tomorrow afternoon. Các em nhìn cho cô, it is unnecessary for someone to do something. Có nghĩa là không cần thiết để ai làm cái điều gì. Và các em nhìn nè, đối với lại unnecessary là quá quen thuộc và những cái động từ đặc biệt này cũng quá quen cho nên các em biết được là nó sẽ đồng nghĩa với lại needn't. Và khi mà các em nhìn vào thì các em thấy A. needn't, B. have to, C. may, D. should. Các em có Needed là không cần, have to, phải, may, có lẽ là sẽ, dùng để suy đoán một hành động xảy ra trong tương lai không chắc chắc, should, nên, khuyên bảo ai đó, và trên là unnecessary cho nên là chúng ta sẽ chọn ngay đáp án là A. Now choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combine each pair of the sentences in the following question. 29. Susan didn't apply for the summer shop in the cafe. She now regrets it. Cô chỉ cho các em cái cách nha. Đối với những cái câu dài này đôi khi mình đưa ra đáp án rất là nhanh. Nếu như các em biết được didn't apply quá khứ phủ định. Các em nhìn vào bốn phương án A, B, C, D. Thì các em biết ở đây đó là cái câu ao ước. Và khi câu ao ước thì nhớ một điều là lùi thì ngược thể. Các em nhớ quy tắc này cho cô ha lùi thì ngược thể. Tình huống người ta cho didn't apply, quá khứ phủ định. Các em nhìn vào câu A, apply. Ngược thể chưa lùi thì, chúng ta bỏ phương án A. B, tương tự. apply. Ngược thể chưa lùi thì, bỏ luôn phương án B. C, didn't apply, chưa lùi thì, chưa ngược thể, bỏ luôn và chắc chắn đáp án đây chính là D. Now the last one. The student was very bright. He could solve all the math problems. Đối với câu này, cô muốn kèm ghi chú cấu trúc này nhé. Kem có cấu trúc so that hoặc là such. Yeah, đây cô ghi là động từ to be Tại vì những câu này là tương ứng động từ to be Thì tương ứng các em sẽ dùng tính từ Nếu như động từ thường Thì mình sẽ dùng trạng từ và cấu trúc này Mình đã học từ lâu Đây cô chỉ ghi cho các em những cấu trúc này Để mình phân tích bốn phương án A, B, C, D các em nhé Các em nhìn vào A Such bright student Và đây cô muốn các em nhìn vào cho cô Cấu trúc số 2 Student là một danh từ điếm được Nếu như để số ít thì phải có mẫu từ Ờ cho nên là các em thấy phương án A. Shy, such a bright student. B. The student was very bright that. Các em nhìn cho cô very. Trong câu phức không dùng very. Nhớ, mình phải đổi thành so. Và khi các em sử dụng cấu trúc so that, thì đây nằm ngay cấu trúc của câu số số 1. Các em nhìn vào cấu trúc số 1 nhé. C. Such bright the student đạt. Các em nhìn vào cho cô. Such đem lên đầu câu đạo ngữ. Thì cô muốn các em nhìn vào cấu trúc số 4. Chiếu qua cấu trúc số 4 thì cô thấy ở đây cô chỉ cần đổi cái chữ such này bằng so thì sẽ là câu đúng. Và các em nhìn cho cô. Trong câu A. Such a bright student. Nếu như cô muốn đổi cái chữ such này bằng cái chữ so thì cô sẽ đổi cái mạo từ và và tính từ cho nhau. Cho nên đây cô có đáp án là D. Thay vì cô dùng là he was such a bright student that thì cô sẽ dùng là he was so bright a student that. Các em có thể ghi chú cấu trúc này vào trong tập nhé. Vừa rồi cô trò chúng ta đã cùng nhau phân tích các điểm ngữ pháp và từ vựng trong bài số 2 các em nhé. Về nhà các em có thể ôm lại bài, củng cố thêm kiến thức bằng cách luyện tập thêm nhiều bài tập khác nhau các em nhé. Mến chào tạm biệt, chúc sức khỏe các em. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình để cung cấp kiến thức cho học sinh lớp 12 với 9 môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Đề lý và Giáo dục công dân, gồm 26 chủ đề môn học, mỗi chủ đề là 30 phút. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình trong khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ hai đến thứ bảy trong tuần. Mỗi ngày phát sóng hai chủ đề, tổng thời lượng 60 phút. Thời gian phát sóng từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021. Sau khi phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, đường link chương trình được đăng trên website, trang YouTube của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, YouTube Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để giáo viên và học sinh tiếp tục tham khảo học tập đài phát thanh và trường hình long an trân trọng thông báo